chào các bạn. Hôm nay giới thiệu với các bạn một bạn doanh nhân trẻ, tên là Lê Công Định. Và bạn Định cho mọi người biết một chút xíu là bạn năm nay bao nhiêu tuổi, đã có vợ chưa, được mấy con, và cái công việc hiện tại của bạn thì nó như thế nào? Dạ, xin chào các bạn. Mình tên là Lê Công Định, năm nay là mình 35 tuổi. Hiện nay mình là giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Viva, chuyên cung cấp về các loại thuốc đông y. Hiện nay mình đã có gia đình, một vợ, một con 5 tuổi. Được biết á, mình được biết câu chuyện của bạn á, là trước đây là bạn làm việc cho một cái công ty nước ngoài. Dạ. Vị trí ở Sài Gòn này mà nghe mà làm việc công ty nước ngoài là nhiều người thích lắm. Dạ. Đặc biệt là lương cao, mười mấy 20 triệu rồi. Cái thời điểm đó rất là tuyệt vời. Dạ. Với một người mức lương nó như vậy. Rồi còn nghe là bạn đi học ở bên nước ngoài nữa, học bên Úc đúng không ạ? Dạ. Về rồi đi làm việc các công ty nước ngoài thì phần lớn mọi người mà đi học hành rồi như vậy thì họ về họ được các công ty nước ngoài mời làm việc các cái vị trí rất là quan trọng. Dạ. Còn bạn kể sơ cái giai đoạn là bạn đi học rồi bạn về rồi bạn đi làm nó tuyệt vời như thế nào? Dạ. Thì cũng bắt đầu từ cái thời sinh viên, là hồi xưa là ngồi trên giảng đường đại học là mình đã có một cái mục tiêu, đó là sẽ đi du học nước ngoài. Thì sau khi tốt nghiệp đại học xong thì mình cũng có đi làm cho công ty thì được 1-2 năm gì đó, nhưng cái mục tiêu cuối cùng mình vẫn là đi du học nước ngoài để về có thể làm việc cho những cái tập đoàn lớn. Thì sau khi làm việc xong công ty đó 1-2 năm thì mình xin nghỉ để mình thực hiện cái mục tiêu đó. Và lúc đó thì mình qua Úc học bên Úc là 4 năm, mình tốt nghiệp về những cái ngành tài chính và kế toán. Thì sau khi mà 4 năm bên Úc đó về thì mình đã đạt được cái mục tiêu là mình đã xin vô được một cái tập đoàn rất là lớn để làm việc ở trong đó. Và thì đúng như những gì mong muốn là cái tập đoàn làm việc đó, những cái là lương cao, môi trường làm việc tốt, mọi người rất là thân thiện, và nói chung là công việc nó cũng đúng theo cái sở trường và cái sở thích của mình nữa. Cho nên là giống như là mình lúc đó mình rất là sung sướng lắm, sướng lắm, đạt được mục tiêu mà làm công ty lớn, lúc đó tự hào lắm, làm cho công ty nước ngoài nữa, một cái công việc mà cũng rất là nhiều người mơ ước. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái lý do nào, cái công việc nào mà ở một cái vị trí như bạn á là nhiều người họ cứ ở y như vậy, để bước ra được nó không đơn giản chút xíu nào hết. Thì cái câu chuyện và cái nút thắt nào mà nó làm cho bạn bước khỏi cái vị trí đó? Thì nói về cái vấn đề đó thì nó cũng làm cho mình trăn trở rất là nhiều. Thì sau khi làm được trong công ty đó khoảng từ 2 năm mấy, gần 3 năm, thì mình bắt đầu mới quan sát. Tại vì mình làm là mình luôn phấn đấu để mà vươn lên. Tuy nhiên mà theo như những cái gì mình quan sát á, thì những cái vấn đề môi trường tốt, người thân thiện thì nó giống như là cái một cái vỏ bọc bề ngoài thôi. Thì làm lâu dần trong đó thì mình mới thấy được những nội tình trong đó và mình quan sát được. Và nếu như là mình có làm đây một khoảng thời gian dài đi chăng nữa thì cái cơ hội thăng tiến nó sẽ không có nhiều, và cứ tưởng là công ty nước ngoài nó sẽ công bằng, nhưng thực ra nó mang tính cá nhân rất là nhiều ở trong cái môi trường đó. Cho nên là mình mới nghĩ là bây giờ không lẽ mình làm ở đây hoài thì mình cứ sẽ làm duy trì ở vị trí đó, và nếu bây giờ mình đổi qua một cái công ty khác á thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Thì mình lúc đầu thì nó sẽ là tốt, và nhưng mà về lâu về dần thì cái vấn đề này chắc chắn nó sẽ lặp lại, và mình khẳng định là không có một công ty nào là hoàn hảo hết. Cho nên là mình mới trăn trở một khoảng thời gian đó, mình suy nghĩ tới những cái vấn đề rẽ ra một cái hướng đi khác. Rồi vậy thì cuối cùng thì tại sao bạn chọn lĩnh vực kinh doanh lĩnh vực đông y à? Bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết là lý do tại sao ạ? Nói về vấn đề mà rẽ qua một cái hướng khác á, thì đó là một khoảng thời gian trăn trở rất nhiều. Tại vì khi mà ra mà cái niệm kinh doanh đối với mình đó, cái gì đó nó khó khăn lắm, cao vời lắm. Thứ nhất là bạn sẽ tiền vốn ở đâu ra nè. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là bạn bắt đầu từ đâu nè. Cái thứ ba nữa là bạn kiếm khách hàng như thế nào, rồi cái duy trì kinh tế như thế nào. Khi mà mình bứt phá ra như thế, trong khi mình đã có gia đình rồi, mình có vợ có con rồi, thì nếu mình bứt phá như vậy thì cái nguồn kinh tế để duy trì nó như thế nào. Cho nên là mình cảm thấy rất là trăn trở nhiều thứ lắm. Tuy nhiên là bây giờ mình phải quyết định một cái dứt khoát. Thì mình nói luôn cái vấn đề lý do là sao mình chọn mình kinh doanh lĩnh vực đông y, là tại vì theo quan sát của mình thì ở nhà mẹ mình bị một số bệnh như là bệnh tiểu đường, bệnh khớp,
Thì mình thấy là sau một khoảng thời gian thì mẹ dùng thuốc tây á, thì nó để lại rất là nhiều tác dụng phụ, như mẹ hay bị tiểu đêm nè, mẹ bị đau bao tử nè, đặc biệt là chứng đau bao tử nó hành rất là nhiều. Tuy nhiên là mình thấy một có khoảng thời gian mẹ hốt thuốc nam về mẹ uống, mà mình thấy chỉ trong vòng từ 2 tháng đến 3 tháng mình thấy cái hiệu quả nó rất là rõ, mà mẹ không còn những cái triệu chứng như là tiểu đêm hay là đau bao tử nữa, mà bệnh thì là suy giảm rất là nhiều. Thì mình thấy à, đây là cái loại thuốc gì mà nó lại tốt đến như vậy, mà tại sao là mẹ lại tin dùng như vậy. Thì bắt đầu mình mới nghiên cứu về lĩnh vực đông y, và mình mới quyết định kinh doanh về cái lĩnh vực này. Cái tầm nhìn cho các bạn, cho cái công ty dược phẩm của bạn đó là gì ạ? Tầm nhìn cho cái công ty dược phẩm của mình á, thứ nhất là về mình muốn phát triển thật mà mạnh mẽ về cái vấn đề thuốc đông y này. Thí dụ như người Việt Nam mình có một câu nói là người Việt sống trên cây thuốc và cũng chết trên cây thuốc. Điều đó có nghĩa là hiện nay chúng ta sở hữu rất là nhiều các loại cây thuốc quý ở Việt Nam này, tuy nhiên là chúng ta không biết tới nó, mà chúng ta lại cứ tập trung sử dụng loại thuốc tây y, cho nên nhiều khi chúng ta chết trên những cái loại cây thuốc đó mà chúng ta không hay biết. Cái thứ hai nữa là mình muốn phát triển cái nền đông y này mạnh mẽ hơn nữa, vì có một cái sự nhập nhằng cái thuốc đông y ở đây, đó là mình hay nhầm lẫn giữa thuốc Bắc và thuốc Nam. Tại vì thuốc Bắc là nó sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ ở phía Trung Quốc, nên là nhưng tuy nhiên là ở miền Nam mình có rất là nhiều loại thuốc quý, thậm chí quý hơn cả Trung Quốc nữa và hiếm hơn nữa, và thậm chí Trung Quốc nó phải vào đây để nó mua lại những loại cây thuốc quý đó của mình. Mà tại sao mình có những loại cây thuốc quý đó mà mình không biết phát triển lên? Cho nên là cái tầm nhìn của mình là muốn phát triển cái nền đông y này nó lớn mạnh ra, và nó phải sánh ngang với những cái cường quốc như là Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc là Triều Tiên. Thì đó là cái tầm nhìn. Vâng, vậy thì hiện tại cái sản phẩm đặc biệt nhất của bạn là sản phẩm gì? Hiện nay là cái sản phẩm chủ lực của bên mình là thuốc viêm xoang và viêm khớp. Bạn cho mọi người biết cái thuốc viêm xoang của bạn nó khác gì với cái dạng thuốc viêm xoang khác ạ? Cái dạng thuốc viêm xoang của mình á, nó khác rất là nhiều so với những cái loại thuốc viêm xoang hiện nay trên thị trường. Tại vì cái thuốc viêm xoang trên thị trường hiện nay họ chỉ chú trọng vô là giúp bệnh nhân giảm bớt những cái triệu chứng hành hạ của viêm xoang thôi, nhưng mà sau một khoảng thời gian họ dùng thuốc á, thì nó lại tái phát lại, bởi vì họ không có nghiên cứu kỹ về cái vấn đề viêm xoang, là viêm xoang nó có những cái nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm xoang. Thì bên mình có lẽ mình sau khi một khoảng thời gian nghiên cứu thì mình mới biết được là viêm xoang nó tái phát đi tái phát lại là có rất là nhiều nguyên nhân, như là ngoại trừ những cái yếu tố mà tiêu viêm, tức là giúp cho bệnh nhân giải trừ những cái độc tố của những con vi khuẩn viêm xoang, thì mình có chú trọng vô cái vấn đề là phục hồi lại cái niêm mạc của cái xoang. Tại vì cái niêm mạc đó nó rất là quan trọng để nó bảo vệ cái hốc xoang của mình, là nếu cái niêm mạc nó không phục hồi thì nó không thể nào mà nó hết được mình. Và cái vấn đề thứ ba, vấn đề quan trọng nhất, ưu điểm nhất đối với cái sản phẩm điều trị viêm xoang của mình, đó là chú là chú trọng tăng cường sức đề kháng. Thì khi mà mình sức đề kháng của mình mà nó đã tăng cường rồi, thì không có một loại vi khuẩn nào mà có thể xâm nhập vào trong cơ thể mình được. Thì hiện nay là các bạn cũng biết là cái môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh nó rất là ô nhiễm, cộng thêm với cái việc là sức khỏe của con người Việt Nam rất là yếu, cho chúng ta thiếu đi cái sự vận động, cho nên là nó rất là yếu, cho nên là sức đề kháng nó rất là kém. Cho nên là trong cái việc điều trị, ngoại trừ là điều trị viêm xoang, thì bên mình còn chú trọng đến cái việc tăng cường sức đề kháng cho bệnh nhân. Thì cái sức đề kháng đó là điều quan trọng để mà tránh bị tái phát viêm xoang. Vậy thì bây giờ mọi người mà họ đang xem video này và họ đang bị viêm xoang hoặc là thân họ bị viêm xoang, họ muốn họ muốn liên hệ với bạn chữa trị thì họ làm bằng cách nào? Thì nếu mà các bạn đang muốn cần tư vấn về bệnh viêm xoang thì bạn có thể liên hệ mình ở số điện thoại là 0913 88 35 47. Và nếu mà bạn muốn liên hệ cá nhân bên Facebook của mình á, thì bạn lên bạn đánh là ở ô tìm kiếm bạn đánh ra là Định Lê 1712 a@hotmail.com, thì nó sẽ ra tên của mình trên đó, thì bạn có thể kết bạn với mình thì mình sẽ tư vấn cho bạn. Cái việc ra khởi nghiệp á dạ. là nó rất là khó khăn và nhiều người thì họ không có dám bứt bứt phá ra. Dạ. Thì cái giai đoạn đầu mà ra khởi nghiệp bạn có sợ không ạ? Và cái nỗi sợ của bạn nó là gì? Dạ. Sợ lắm ạ. Sợ là nhất là về cái vấn đề kinh tế. Thì hiện nay là nếu mà giả sử như mà mình kinh doanh rủi ro thì sẽ ảnh hưởng không chỉ mình mà ảnh hưởng tới vợ con mình nữa, và một cái cản trở về phía gia đình nữa. Thì bên mình là không có truyền thống kinh doanh, trước giờ là chỉ đi làm thôi, chưa có ai ra kinh doanh hết.
và cái việc thuyết phục gia đình là một cái thử thách rất là lớn đối với mình. Tuy nhiên là mình không có vồ vập vô là mình khẳng định cái quan điểm mình là phải ra kinh doanh, mà mình cứ từ từ thuyết phục bằng cách là mình cứ âm thầm làm và kiên trì mình làm để cho gia đình thấy được cái sự kiên trì của mình. Và cái thứ hai nữa là những cái mình phải cho họ thấy là mình mang lại giá trị cho khách hàng nữa, chứ không phải là mình kinh doanh để kiếm lợi nhuận không. Đó là, và cái thứ ba nữa là thì những cái nguồn thu nhập nó về từ việc kinh doanh thì cũng là một phần để mà mình thuyết phục được họ để mà họ ủng hộ mình trong việc kinh doanh. Rồi cũng may mắn hơn một số bạn khác thì theo mình nghĩ thôi, thì vợ thì rất là ủng hộ, thì có một số người thì nhiều khi vợ thì lo lắng thì sợ ra kinh doanh rủi ro nên là bị cản trở, tuy nhiên là vợ mình thì rất là ủng hộ. Vậy là vậy thì bây giờ một cái câu mà bạn gửi đến cho khách hàng Vinh Son của bạn là gì? Thì đối, thực ra đối không chỉ đối với khách hàng Vinh Son đâu, mà hầu hết tất cả những bệnh mãn tính ở đây ở Việt Nam hiện nay, thì ở Việt Nam thì hiện nay là chúng ta chú trọng rất là nhiều đến cái việc sử dụng thuốc tây để chúng ta điều trị bởi vì cái tác dụng nhanh của nó. Tuy nhiên các bạn cũng có lưu ý là cái thuốc tây bên cạnh những cái tác dụng nhanh đó thì nó để tồn tại ra rất nhiều những cái tác dụng phụ, và những cái tác dụng phụ đó chính mắt mình đã từng thấy là mẹ mình đã sử dụng, mình đã ảnh hưởng tới bao tử như thế nào, ảnh hưởng tới cái việc mà thận đến như thế nào, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là bị dùng thuốc tây chỉ chừng mực nào đó thôi. Và hiện nay là cái nền đông y Việt Nam mình rất là phát triển, và cái rất là nhiều những cái loại thảo dược quý mà mình nói vui tí xíu là ở Trung Quốc, Hàn Quốc nó còn rất là thèm khát những loại thảo dược quý đó, mà nó ra đây nó tìm mọi cách để nó mua cho mình được. Thì tại sao mình có những loại thuốc quý điều trị bệnh đó thì mình không sử dụng, mà nó vừa an toàn mà nó vừa có tác dụng điều trị nữa? Thì một cái lời khuyên mình dành cho bạn là chúng ta nên nghiên cứu về những cái loại thuốc bào chế từ thảo dược, thì vì nó rất tác dụng rất là tốt và không có tác dụng phụ, mà nó tốt cho sức khỏe của người Việt Nam mình rất là nhiều. Một lời chia sẻ cho các bạn chưa dám ra cái nghiệp là gì? Nếu như bạn bạn đang băn khoăn không biết có nên ra khởi nghiệp hay không, thì mình khuyên các bạn là nên dứt khoát ra khởi nghiệp luôn. Tại vì hiện nay á, mình nếu mà ai đang mong muốn mà làm những cái công ty tốt, những tập đoàn nước ngoài, thì mình thật ra mình nói với các bạn đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Khi mà bạn làm bên trong rồi nó sẽ rất là nhiều cái vấn đề mà bạn phải đấu đá, bạn phải làm rất là cực lực, thì nhiều khi thậm chí mình làm việc rất là trễ. Tuy nhiên là mỗi tháng thì bạn lãnh cũng chỉ đúng bao nhiêu đó tiền lương thôi, mà nó mình nhiều khi mình cảm giác không có xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra. Nếu như các bạn nào mong muốn đi làm nhà nước thì cái công việc nhà nước nó đã ổn định rồi, nhưng mà bạn phải chấp nhận một cái việc là bạn phải phục tùng, chứ bạn không có được quyền nêu lên những quan điểm ý kiến của mình. Cho nên là nếu đang khởi nghiệp thì bạn nên dứt khoát ra khởi nghiệp luôn. Và còn về những cái vấn đề bạn lo lắng về vốn, về khách hàng hay là về cái nguồn kinh tế, thì mình chia sẻ luôn là nếu bạn muốn ra khởi nghiệp thì bạn nên kiếm một người để định hướng cho bạn đi. Thì những cái người đó họ có những cái kinh nghiệm, họ đã từng thất bại, họ đã từng huấn luyện rất là nhiều người rồi, thì cái kinh nghiệm họ tích lũy rất là vô giá. Cho nên là bạn phải kiếm được những cái người đó để hướng dẫn bạn đi một cái đường thẳng, nó sẽ tới luôn cái điểm đích của bạn, chứ bạn không cần phải đi lòng vòng nữa. Thì mình may mắn là mình đã kiếm được một người là anh Duy đây, là anh Duy đã hướng dẫn rất là nhiều cho mình trong cái vấn đề kinh doanh. Nên là cũng cảm ơn anh Duy rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã theo dõi đoạn video này, và các bạn nhớ bấm trên YouTube đó, các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký. Bởi vì sao các bạn sẽ được nhận rất là nhiều giá trị nữa, được chia sẻ rất là nhiều thứ nữa. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp vào những đoạn video sau. Các bạn rất là nhiều.